Mỗi sáng thức dậy chúng ta lên tập thể dục anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ok, hôm nay thì mình sẽ làm một kiểu lâm, mọi việc sẽ diễn ra như thế nào mà anh em cùng theo chân mình. Let's go. Rồi, đây là công việc thường ngày của tôi anh em ạ. Mỗi sáng thức dậy thì tôi phải làm tí thể dục thể thao cho khỏe người anh em ạ. Thì mới có sức để làm việc bắt đầu cho một ngày mới anh em ơi. Không biết anh em mình sáng dậy có tập thể dục không nhỉ? Sáng dậy hít thở không khí thật là trong lành dễ chịu anh em ơi. Phê lắm. Thôi được rồi, tôi ra đây tôi mặc cái áo vào để chuẩn bị đồ đi làm thôi anh em ơi. Ok. À quên mất còn một nhiệm vụ nữa anh em ơi. Trước khi đi làm thì tôi phải làm bi thuốc lào đấy anh em ạ. Đấy gọi là thói quen thường ngày của tôi rồi anh em ơi. Hiện giờ thì tôi vẫn còn độc thân anh em ạ. Nên là cả cái căn nhà này tôi vẫn chỉ có một mình tôi thôi. Cũng khá là buồn. Đây rồi, mời anh em nhá. Chắc là không phê đâu anh em ơi. Tôi thì không giống như lũ bạn tôi, mỗi lần chúng nó hút xong chúng nó đều phải thốt lên là phê vai luôn. Wow anh em ơi, sao trời đất nó lại quay cuồng thế nhỉ. Tôi phải đi kiếm cốc nước cái đã anh em ơi. Khát nước quá trời. Rồi uống cái đã, mỗi lần hút xong là khô hết cả cổ anh em ạ. Rồi đây. Đây gọi là nước rượu anh em ạ. Uống không vấn đề gì. À chà, ngon quá nhỉ. Nói đủ rồi đấy, uống thế thôi. Rồi, ok anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi thay quần áo cái đã. Chuẩn bị đồ lên đường thôi anh em ơi. Let's go, come on. Đây là cái nhà của tôi anh em ạ. Ở dưới tầng sẽ là một cái giường ngủ và tủ quần áo để thay đồ anh em ạ. Sau bao nhiêu năm tích góp tôi cũng đã xây được cái nhà to như thế này anh em ơi. Đây, let's go. Đó, anh em mình thấy tôi ngầu lòi không? Tôi tên là Phanh Linh và hiện tại thì tôi đang làm nghề kiểm lâm. Tôi đã làm được cái nghề này thì khoảng được cũng gần chục năm rồi anh em ạ. Giờ tôi sẽ đến cơ quan để làm việc đây. Ở đây là chú chó Polis. Đây là chú chó tôi nuôi nhờ chú Michael anh em ạ. Thôi giờ lên đường ấy đã. Xe thì tôi để ở trên hầm kia anh em ạ. Đây, trên này. Ôi, tôi quên mất hôm nay con xe ô tô của tôi đi bảo dưỡng rồi anh em ạ. Thôi đi tạm con quay Thái này vậy. Nếu mà anh em mình muốn sở hữu con xe này thì vào group của mình nhá. Link của mình để dưới phần comment đấy. Ok nha. Ok, hôm nay tôi sẽ đến cơ quan. À, con xe này thì cái đồng hồ của nó đang không hoạt động anh em ạ. Hôm nào tôi phải mang ra quán để sửa lại mới được. Quên mất chưa đội mũ anh em ơi. Dừng lại đội cái mũ kia đã. Phải đảm bảo luật an toàn giao thông chứ. Tí ra kia mấy chú áo vàng vẫy vào thì chết. Mà xe của tôi còn không có gương mới không có biển số luôn. Thôi mà không sao. Cái chỗ cơ quan của tôi đến thì cũng gần đây thôi anh em ạ. Nên là không phải lo. Đấy, tôi đi một lúc thôi là đã gần đến rồi này anh em. Giờ ấy có cái gì đâu. Bởi vì tôi làm kiểm lâm ấy anh em. Nên là trụ sở chắc chắn là phải đặt trong rừng rồi. Nên là cơ quan của tôi nó ở trong rừng anh em ạ. Đây gọi là chi cục kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn anh em ạ. Tôi thì hồi trước tôi cũng xem được một cái video của một bạn YouTuber nào đấy. Thì cũng có làm video gộp chung kiểm lâm vào với công an. Thì tôi thấy là đây là thuộc của bộ khác nhau nha anh em. Một bên là bộ công an, một bên là bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn. Nó sẽ gộp chung vào với nhau được. Trước khi nào mình cũng phải tìm hiểu chứ, đúng không anh em? Thôi, vào việc chính đi. Giờ tôi sẽ vào trong bên trụ sở đây. Đây gọi là cục kiểm lâm đây. Ở trên này là có một bạn... đây gọi là đồng chí anh em ạ. Đồng chí kiểm lâm nhưng mà mặc cái bộ gọi là đi tuần tra trong bộ dã chiến, đi tuần tra trong rừng ấy anh em. Đấy, giờ tôi lên cái gọi trên tầng 2. Ôi, trên đây có cái gì mà sao mình mắc chân nhỉ. Ở đây rồi. Đấy. Trong này thì có cái tầng 2 này cũng là tầng để gọi là tiếp dân anh em ạ. Cho các đồng chí. Đồng chí đang quan sát đây à? Ok nhá. Ảo ma ấy nhỉ, tôi vừa nhảy vào phát các đồng chí hiện hình anh em ạ. Như kiểu đây là một cái kính phản chiếu anh em ơi. Chào đồng chí nhá.
Ờ, chào cậu. Ăn sáng chưa? Vào đây ăn với chúng tôi. À, thì em ăn ở nhà rồi anh ạ. Ôi, tôi vào đây xem có đồ gì không để xem là trong này có cuốc xẻng này, gọi là đi tuần trong rừng ấy em ơi. Ui. Ôi, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi nhá. Tôi ra ngoài xem có việc gì làm không. Ôi, tôi vừa nghe tiếng gõ anh em ạ. À đây. Ô, đồng chí đang làm gì vậy? Ôi, nhìn không biết thì sao? Tôi đang sửa lại cái biển hiệu ấy này. Bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống và tính đa dạng của trái đất. Ồ, căng đấy. Nó bị lỏng ra hả đồng chí? Ờ, đúng rồi đấy. Thôi, đồng chí sửa đi. Bây giờ thì tôi sẽ xuống cái văn phòng của tôi anh em ạ. Văn phòng của tôi thì nó ở dưới tầng 1 cơ. Nhưng mà tôi đi lên tầng 2 cho anh em xem mà. Đây. Đây, cái phòng tôi đây rồi. Đến nơi rồi. Tôi sẽ vào trong xem nào. Ui, trong phòng tôi có người anh em ơi. Ô, chào chú nha. Chú lên đây hôm nay có việc gì vậy chú? À, tôi có một số việc cần bên các cậu giúp đỡ đây. Rồi, vậy thì chú cứ nói đi. Cháu đang nghe đây. À, thì dạo gần đây nhà của tôi có mất trộm một vài con trâu với vài con bò. Nhưng mà nhà tôi ở gần rừng ấy. Xong rồi vào hôm qua thì chính mắt tôi đã nhìn thấy một con Bigfoot. Hả? Chú nói gì cơ? Bigfoot á? Bigfoot có phải là quái vật chân to không? Ừ thì chính là nó đây. Không thể nào. Ở Việt Nam làm sao mà có được con quái vật đấy hả chú? Thì tôi cũng không biết. Các cậu thử điều tra thử xem. Rồi, thôi được rồi. Cảm ơn thông tin hữu ích từ bác nha. Thì tí nữa chúng cháu sẽ cho người đi tuần tra quanh cái khu vực rừng này. Rồi, cảm ơn bác. Ờ, chào cậu, tôi về. Đấy anh em ơi, hiện giờ thì tôi đã thấy một thông báo của một chú về thông tin của con Bigfoot anh em ạ. Liệu thực sự Bigfoot có tồn tại hay không? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi điều tra nha. Ok, bây giờ tôi sẽ lên đường. Tôi sẽ phải rủ thêm đồng đội nữa. Chứ một mình tôi đi thì làm sao mà chơi lại cái con Bigfoot đấy được. Đúng không anh em? Đây rồi, tôi lên rủ luôn đồng chí trên này. Này, có việc cho chúng ta rồi đấy. Chúng ta mau chóng lên đường đi tuần thôi. Tôi vừa nghe được người dân báo là có con quái vật đang ở quanh khu rừng này đấy. Thế à? Thế được rồi. Đi thôi, let's go. Cậu vào chuẩn bị đồ đi. Tôi xuống lấy xe nha, xong đi luôn đấy. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Come on, come on. Let's go, let's go. Bây giờ thì tôi sẽ đi xuống kia lấy xe anh em ơi. Thực ra cũng là không vội lắm anh em ạ. Tôi thì đã, trước khi đi thì tôi đã chuẩn bị cho mình một cái gọi là gậy baton với cả thêm một cái khẩu súng điện anh em ạ. Nói chung là bên kiểm lâm thì cũng không được trang bị nhiều anh em ạ. Thế nên là giờ chúng ta sẽ đi gọi là tuần núi. Tôi mong là chúng tôi sẽ bắt được cái con quái vật đấy trong ngày hôm nay thôi. Một khi mà nó xuất hiện thì không mấy mà bắt được thôi anh em ạ. Ở Việt Nam mình thì bắt nhanh ấy mà. Chứ còn ở nước ngoài tôi không biết. À mà khoan đã, hai người thì không đủ anh em ạ. Tôi nghĩ là con quái vật đấy nó phải to lắm ấy. Để tôi vào rủ thêm đồng đội của tôi đã. Đây rồi. Này, có đồng chí nào mà... Ui, nhanh thế nhở? Vừa nói xong cái. Mà tôi cần một đồng chí nữa cơ. Bốn người đi. Ở đây rồi. Tôi vừa mới ới cái là các đồng chí ra luôn. Đúng là đồng đội tốt mà. Thôi lên xe đi các đồng chí ơi. Chúng tôi thì cũng đã trang bị đầy đủ rồi. Giờ chỉ việc đi tuần thôi. Riêng mà gặp quái vật cái tôi bắt ngay. Bắt sống luôn đấy anh em ơi. Cho nhốt vào lồng sách về. Vì tội dám mẹ giết thịt gia súc gia cầm của người dân à. Thế này không thể tha thứ anh em ạ. Mà tôi cũng không biết con Bigfoot nó trông như thế nào nhỉ. Hay là nó giống con khỉ ấy ta. Có khi thế đấy. Giờ thì tôi sẽ đi lên cái quả đồi này vậy. A few minutes later. Sau khi đi được một lửa ấy, quả đồi này thì tôi vẫn chưa thấy gọi là có cái dấu hiệu gì bất thường ở đây anh em ạ. Tôi thì tôi vẫn thấy các loài gọi là động vật, nhưng mà gọi là các loài động vật trông ấy bình thường thôi. Không có gì bình dương ở đây cả. Đây rồi. Tôi để xuống đây tôi dùng ống nhòm tôi nhòm xem là có thấy từ xa có cái điều gì bất thường không. Thôi các đồng chí đứng ngay đợi tí nha. Tôi nhòm ngay đã. Ai xả? Ui, đầu kia sao mà nhiều gấu thế nhỉ? Gấu tôi nhớ là nhốt vào rồi mà nhỉ? Ui, mấy con gấu này cầm búa đang chặt cây này anh em ơi. Thế này chắc chắn là lâm tặc rồi anh em ạ. Không ổn rồi. Thôi, tôi với cùng anh em phải đi mau xuống đấy để gọi là
bắt bọn chúng lại thôi anh em ơi. Để tôi nhòm xem là cái đường dẫn đến chỗ bọn nó đang chặt cây này chỗ nào ấy nhỉ. À đây rồi, tôi thấy cái đường mòn kia rồi. Thôi anh em, lên đường thôi, lên đường. Bọn này nó dám khai thác trời lúc trời sáng thế này đúng là không khác gì là ấy, chui vào dọ anh em ạ. Chắc bọn nó không thể ngờ tới là kiểm lâm lại đi tầm tuần vào cái tầm này ấy. Nếu bọn chúng làm tối thì cũng khó khăn cho công tác gọi là bắt giữ của anh em tôi. Cũng có thể là bọn chúng sợ ma anh em ạ. Tối thì tôi cũng gọi là hơi rén đấy anh em ơi. Đấy câu, đấy câu. Đây rồi, tôi đã thấy cái đường mòn ấy đây rồi. Chúng mày nghĩ chúng mày thoát được sao? Phen này chúng mày chết chắc rồi. Câu, come on. Anh đang đến với các chú đây này. Tôi đã tắt cái còi hú đi rồi anh em ạ. Hú thế này bọn nó phát hiện ra bọn nó chạy hết. Không túm được thằng nào thì chết. Để rồi tôi sẽ đỗ xe ở cái đoạn này đó. Đây. Rồi dừng xa xa tí xong rồi gọi phục kích lên thôi anh em ơi. Nếu mà phi thẳng vào thì chúng nó phát hiện ra tôi mất. Rồi anh em, lên đường. Đây rồi. Tôi sẽ phải bắt sống mấy cái tên lâm tặc này lại. Chúng còn đang chặt cây kìa anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, kìa. Tôi sẽ lấp sau cái cây này. Ui, tôi nhỡ chạy ra rồi. Này, các anh đang làm gì vậy? Oh my god, chúng nó đuổi tôi này anh em ơi. Cầm búa luôn này. À. Ui, chúng nó đánh. Ui, đồng chí có sao không? Ui. Ui. Mày đánh. Ui, thốn vậy. Các đồng chí, khống chế chúng lại. Ui, còn hai tên ở trên kìa. Làm gì vậy? Cho chết này. Đứng im, giơ tay lên. Không chịu đầu hàng à? Mấy thằng này bị dí súng điện co giật như. Ui, đồng chí cẩn thận kìa. Ui, cái tên này, mày dám đánh đồng đội của tao sao? Chết tiệt. Sao mà đỡ được? Mấy tên này chạy lên lại bị dí súng điện. Này đồng chí có làm sao không đây? Ôi, anh em bắt chúng lại đi. Ui, may là mấy tên này nó không có súng anh em ơi. Có súng là khó đối phó lắm này. Đấy. Rồi, cong lại, tranh thủ cong lại anh em ơi. Đầu hàng đi nào. Các người đã bị bao vây. Hạ vũ khí xuống, giơ hai tay lên. Quỳ xuống. Làm xuống đi. Cho hai tay ra sau. Rồi, bây giờ tôi sẽ còng tên này lại anh em ơi. Rồi. Xong một tên rồi nha. Các đồng chí còng mấy tên còn lại đi. Tôi bây giờ tôi sẽ chạy ra kia, tôi sẽ gọi là ông chú của tôi, ông chú Michael anh em ạ. Ông chú của tôi thì làm công an. Bây giờ tôi sẽ gọi cho lực lượng công an đến để gọi là cứu trợ anh em ạ. Đây. Xem số của chú Michael đâu nhỉ? À đây rồi. Tìm mãi trong danh bạ mới thấy anh em ơi. Chú số của chú Michael ở dẫn tới tận dưới đáy cơ. Rồi bấm gọi thôi nào. Chần chờ gì nữa? Ôi, chú nghe máy đi, Alo, chú Michael à? Vâng, thì hiện tại cháu đang bắt được một tội lâm tặc nhá. Chú đến ngay nhá. Bọn chúng cháu sẽ gửi địa điểm cho chú ngay. Ok, thì chú Michael đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi anh em ạ. Chẳng mấy chốc thì chú Michael sẽ đến đây thôi. Tụi mày xong rồi đấy. Phát này về đồn có mà ăn đấm tòe mỏ. À đây, chú Michael đến rồi anh em ơi. Nhanh quá trời. Như một tia sét luôn anh em ạ. Gọi là dơ flash. Chào chú Michael nhá. Ôi, chào cậu. Ôi, cả anh em bên công an cũng đến rồi này. Đây, bây giờ chú thấy không? Cháu đang đi tuần thì cháu bắt mấy thằng lâm tặc này, nó đang chặt cây phá rừng anh. Chú ạ, bây giờ thì chú giải mấy thằng này về đồn đi. Ok. Ê, công việc này cứ để cho chú. Cảm ơn Phanh Ninh nhá. Phát này lập công rồi. Ui giời, toàn chỗ người nhà cả mà. Thôi bây giờ hội chúng cháu lại lên đường tiếp đi. Chúng cháu còn phải đi tìm mấy con quái vật mà người dân kêu nữa chứ. Chứ còn giải bọn này về thì hết mất một ngày mất. Thôi ba chú Michael nhá. Tụi cháu lên đường đây. Lên đường mạnh khỏe nhá. Nhớ bắt được quái vật nhớ chụp ảnh cho chú xem ấy. Ok chú ơi. Ok anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ gọi là đi tuần tiếp xem là có phát hiện được gì mới không. Hy vọng là chúng tôi sẽ bắt được cái con quái vật Bigfoot đấy. Come on, let's go.
2000 years later. Ui, mệt mỏi quá anh em ơi. Đi đúng một ngày trời rồi mà vẫn không có một cái gì gọi là phát hiện gì mới anh em ạ. Ui, fan này thì có vẻ như là tin đồn không chính xác rồi. Tôi nghĩ là người dân kia đã nhìn nhầm một cái con gì đó anh em ạ. Ui, cái xe kia bị sao anh em ơi? Tự nhiên lại phóng hẳn vào lùm cây thế kia. Chắc là lái xe say rượu rồi. Thôi bây giờ thì cũng đến trụ sở rồi anh em ơi. Giờ thì quành vào đỗ xe rồi chuẩn bị nghỉ ngơi thôi chứ. Mai thì tôi sẽ lại tiếp tục cùng đồng đội đi tìm con quái vật tiếp anh em ạ. Rồi, các đồng chí thì cũng đã mệt rồi đấy. Rồi, lên kia xem nào. Tôi nghĩ là tôi sẽ ngả lưng xong đó kiếm cái gì đó ăn thôi. Mệt quá trời. Tối nay thì vẫn là ca trực của tôi nên là tôi vẫn còn phải ở lại đến tầm gần sáng ngày mai tôi mới được về cơ. Rồi, lên trên này đã. Ở trụ sở thì vẫn có các đồng chí trực mà. Không bao giờ lo thiếu người anh em ạ. Ui, đúng là ảo thật đấy. Về đến nhà lại thấy ảo anh em ạ. Đây rồi, tôi đang ở bên trong này. Tôi đang gọi là chế biến chút đồ ăn anh em ạ. Bánh, có bánh sandwich nghe, bánh hot dog này. Anh em ăn không? Để tôi mời anh em một cái nha. Trước giờ tôi đói quá rồi ấy. À, thôi, làm cái bánh đấy đã. Đói quá trời. Xem cái nào chín rồi nhỉ. Rồi, tôi nghĩ là cái mỏng nhất ở ngoài bánh sandwich này chín rồi. Ăn thôi nào. Ngon. Ngon quá trời. Đúng là cả trời, cả ngày chưa được ăn cái gì. Này, đồng chí ăn bánh thì vào trong lấy nha. Tôi vừa làm xong đấy. Ok ok. Ôi, sau khi mà ăn xong ấy anh em ạ, tôi phải làm điếu thuốc cái đã. Ui, bánh ngon quá. Cả ngày trời không dám hút thuốc anh em ạ. Bởi vì đang làm nhiệm vụ mà. Làm điếu thuốc ở trong rừng mẹ thì khéo cháy rừng thì chết. Đúng là phê lòi. Ồ, buổi tối này trông có vẻ âm u ma mị nhỉ. Nhưng mà tôi thích cái mùi của cái thời tiết này cơ anh em ạ. Thời tiết trong rừng này buổi tối không khí nó rất là gọi là thoáng mát đấy anh em ạ. À, phải quá trời. Này, hút thuốc không? Ê, tao phát hiện là có cái gì mới này. Cái gì vậy? Tao phát hiện là ở đằng chỗ cái mỏ đá kia có cái con gì anh em ơi. Thôi được rồi, để tao chạy xuống kiểm tra xem nào. Uầy, tôi vừa nhìn thấy một cái con gì nó giống khỉ đốt lắm anh em ạ. Này, nhanh lên, đi với tao đi. Thế có việc gì vậy? Thì tao vừa thấy cái con Bigfoot hay sao ấy. Thế à? Đi thôi chứ còn gì nữa. Mau lên không nó tìm cách nó chuồn mất. À, tụi tao đi tìm mày cả ngày trời mà anh và mẹ đến đây lụp mạng à. Đâu rồi, xem nào. Mày đang ở đâu đây? Xuất hiện đi chứ còn gì. Này, đồng chí ơi, đi nhanh lên không nó úp sọt tao bây giờ. Thì mày cứ từ từ. Nhớ là đi cùng nhau đấy. Không thì nó úp sọt lúc nào không biết đâu. Ai, nó đang trốn ở đâu ta? Nãy thì tôi thấy thoáng thoáng sau cái gọi là cái cục đá này cơ mà. Sau cái bụi cây này tôi nghĩ là nó đã trốn vào đâu đó rồi. Sợ thế nhỉ. Bỗng nhiên tự nhiên nó ở đâu ra nó xù ra này. Đúng là giật mình luôn anh em ạ. Hiện tại tôi vẫn chưa biết xác định được là vị trí của nó đang ở chỗ nào. Hay là tôi quay về gọi thêm đồng đội của tôi để đi tìm thôi anh em ơi. Chứ hai bọn tôi mà tìm thì không biết là xảy ra điều bất chắc gì. Thôi tôi vẫn chưa thấy gọi là có cái điều gì đáng ở đây cả. Thôi mình quay về thôi. Ui, quái vật đằng sau mày kia, cẩn thận đó. Mẹ cái tên này. Dám đánh đồng đội của tao à? Anh em chơi đó. Nope. Mày này. Mày này. Cứ tưởng ngươi thế nào. Ui, hóa ra cũng yếu như loài người à. Ui, hai chúng tôi chắc là đủ để xử thế này đấy anh em ạ. Ui. Mày. Trông to xác mà yếu xỉu. Mày sao mà đỡ được. Ô, sorry đồng chí nhá. Nhỡ tay. Ui. Mày này. Dám đánh đồng đội của tao à? Phen này mày xong rồi đấy. Tao có súng đây nè. Đầu hàng đi. Giơ tay lên chụp chói đi. À quên mất, nó làm gì hiểu tiếng người đâu anh em. Ui, chạy luôn anh em ơi. Mày sao mà chạy được. Mày gì. Phát này tôi phải chói hắn lại cái đã. Chạy đâu tự thoát. Giờ tôi sẽ còng tay tên này nặng để giải về trụ sở luôn.
Đây rồi, ngay cái đồn kiểm lâm ngay đây rồi. Chạy đâu cho thoát. Ô, giơ tay lên. Ô, hình như nó hiểu tiếng người anh em ơi. Đây, quy xuống, nằm xuống như thế vào. Ô, con này nạ nhỉ. Tôi còng con này lại rồi. Giờ tôi sẽ cho hắn mẹ về trụ sở luôn. Ai à, trông mẹ lông lá gớm nhỉ. Nhưng mà mày không thoát được đâu. Đi theo tao. Rồi. Ôi, đồng chí ơi, về thôi còn đứng đấy làm gì nữa. Mau lên, đi theo tôi hộ tống nó về đi. Cái tí nó rằng ra thì ai mà làm sao mà đỡ được. Đây rồi, đồng đội tôi đã đi theo rồi. Cái tên này, mày rất là bú láo nhá. Tại sao lại vào trong cái khu vực của người dân mà làm những cái chuyện vớ vẩn vậy? À mà, cũng như thằng này, hình như con này nó hiểu tiếng người anh em ạ. Chắc cũng có thể nó nhớ nó học thuộc được một vài từ của loài người ấy. Nên giờ nó đã gọi là biết tiếng Việt anh em ạ. Đó gọi là suy đoán của tôi thôi. Giờ về đây tôi sẽ hỏi nó thế nào. Rồi, ngồi xuống. Này, mày biết hiểu tiếng người không đấy? Ờ, bắn tôi đi. Cái gì vậy? Mày... À, thì ra mày là người à? Mày là người mày dám giả dạng làm quái vật để dọa dân thường à? Phát này tao phạt cho mày đi vào phòng đây. Tao vào đây tao ghi cho mày cái biên bản. Tội dám giả dạng quái vật, giả ma, giả quỷ để dọa người dân à? Tao sẽ bàn giao cho mày cho bên công an. Thôi anh ơi, thay em đi, em chót dại lần đầu. Rồi, mày nói cho tao biết là số trâu bò, lợn gà thì mày bắt mày đi mang đi đâu rồi? À, thì em mang đi bán rồi anh ạ. Thế cái tiền ấy đâu rồi? À, tiền ấy thì em để ăn tiêu xả ga hết rồi anh ạ. Rồi, tao lập cho mày cái biên bản trộm cắp tài sản. Bây giờ tao sẽ mẹ xử phạt vi phạm gọi là hành chính đối với mày. Thôi bây giờ mày có tiền nộp phạt không? Ờ thì em có anh ạ. Thôi được rồi, tao lần này tao tha cho mày, tao sẽ phạt nguội mày. Mày cứ đi về nhà đi, tao có giấy chứng minh thư của mày đây rồi. Sáng mai tao sẽ đến nhà mày để làm việc với cả gia đình của mày. Thế này hỏng rồi, chưa đủ tuổi về thành niên luôn anh em ạ. Dạ em cảm ơn ạ, em về đây. Này, mày đi nhầm đường rồi đấy. Gì vậy, em đi đúng đường rồi mà. Thế mày đi kiểu gì mà cứ đâm vào mặt vào tường thế? À thì chắc em bị nhầm anh ạ. Mày ngáo à? Đi đúng đường đi. Đây rồi, nó về rồi anh em ạ. Thì tôi đi tiễn nó xem nào. Này, đi thẳng một mạch về nhà đấy nhá. Tao mà phát hiện mày còn đi giả dạng nữa là tao không có tha được nữa đâu ấy. Là em nhớ rồi thưa cán bộ. Đúng là cái tên nhóc này. Chết tiệt. Tôi còn nghĩ là tôi sẽ bắt được quái vật xong rồi nhốt vào trong sở thú cho anh em đi tham quan cơ. Nhưng hóa ra là người giả dạng anh em ạ. Thế là tin đồn về Bigfoot là không có thật anh em ạ. Mà cũng hết ca làm của tôi rồi. Giờ thì tôi sẽ đi về nhà của tôi đánh một giấc. Ồ. Rồi, đúng là một ngày làm việc mệt mỏi anh em ạ. Hy vọng là sắp tới sẽ có những điều mới mẻ đến với tôi. Tôi sẽ không gặp những điều quái gở như là quái vật chẳng hạn. Nếu mà là quái vật thật thì tôi nghĩ là không bắt dễ như vậy đâu anh em ơi. Giờ tôi sẽ phóng một mạch về nhà luôn chứ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Trước khi cũng có đồng chí khác để thay ca của tôi anh em. Chứ không phải là cái đồn đấy là trống không đâu anh em ạ. Lúc nào cũng có gọi là người nhân viên gọi bảo vệ ở đấy. À, thế rồi. Mệt quá. Hôm nay thì làm hơi gọi là lao động hơi hăng say anh em ạ. Gọi là đến gần tần sáng đấy, gần sáng thì mới về. Bình thường thì công việc của tôi cũng là nếu mà không phải ca của tôi thì ca của tôi là gọi là sáng ấy, đến đấy anh em. Như kiểu... Ui, chỗ này lại sao lại có cái xe của tôi bảo dưỡng về rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là ông chú Michael đã mang đến hộ tôi đấy anh em ơi. Đúng là ông chú tốt mà. Thôi video cũng đã dài rồi. Hẹn anh em ở những video sau nha. Bye anh em. À quên, nếu anh em thấy hay có thể like, share, subscribe để ủng hộ mình ra những video chất lượng hơn nha anh em. Bye anh em. Thân ái chào quyết thắng. Tôi đi ngủ đây.